kính thưa quý vị như phần một chúng tôi đã trình bày Ngô phú Trọng đã thao đã thao túng cái nền chính trị của việt nam như thế nào mà chính trị nó liên quan đến kinh tế thì giáo dục cho nên đảng cộng sản bây giờ đang đứng trước sự hủy hoại về kinh tế và chính trị bởi người phú trọng và phần này thì anh đẹp sẽ trình bày đảng cộng sản đã đứng trước nguy cơ của vấn đề chính trị giáo dục và y tế dạ thưa anh dạ kính thưa anh à, thưa anh chính trị kinh tế xã hội ở việt nam hiện thời bây giờ ngoài cái chuyện mà nó đấu đá nó lo cái chuyện đấu đá nó giành chức giành tước nó triệt cái phe này nó nó nâng cái cái nhóm nọ lên thì cái chuyện mà anh đã trình bày bây giờ anh thấy ở việt nam bây giờ tình hình vô cùng bi đát cho cái giới gọi là giới lãnh đạo đất nước mà lãnh đạo theo cái kiểu mà nó nói là người lãnh đạo đất nước là công nông thì anh thấy rằng cái người công nhân, cái người nông dân bây giờ rất là khổ ở Việt Nam. Các cái nhà máy sản xuất của Đại Hàn của à, Đài Loan của các nước thì bây giờ họ không còn các cái đơn hàng đặt hàng để họ sản xuất và họ bị giảm có thể có nhiều nơi tới 60%. Cho nên diễn ảnh mà cái người dân ở tại Sài Gòn Họ bị mất công an việc làm Cái số đó nó không phải 30 ngàn 300 ngàn mà nó rất là nhiều Vì sao? Vì rằng đơn hàng không có thì nó sản xuất Các các cái người mà gia công Thì họ, họ gia công cho ai Họ không có nguyên vật liệu Họ lấy gì họ gia công Cộng thêm đó thì bây giờ có một cái tin tức Rằng là các hãng xưởng nó đã vi phạm luật nó không có mua nó mặc dầu nó đã trừ tiền lương của cái người công nhân để nó mua bảo hiểm xã hội nhưng mà nó không cái phần đóng góp của nó nó không có đóng góp cho nên nó không có mua bảo hiểm xã hội cho nên người ta cho biết rằng là cái số đó có thể hai ba trăm ngàn người công nhân không có bảo hiểm xã hội khi mà họ mất việc khi họ về hưu họ không có một cái một cái khoản tiền nào để mà về hưu nuôi sống bản thân họ hay là có những cái bảo hiểm về y tế đó là cái tình hình mà cho thấy rằng là trong những tháng ngày sắp tới nó lại có những rối loạn về tình hình về kinh tế cộng thêm nữa thì trước đây một vài tháng thì anh đã thấy rằng ngân hàng đã bị vỡ nợ vỡ nợ vì rằng là họ là mà chính ông, ông 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 thủ tướng chính ông đã lên trên đài ông nói rằng là các cái ngân hàng lập ra chỉ là cái sân sau của các cái tổ chức mà mua bán địa ốc của các cái công ty địa ốc nó bài đặt nó thu tiền nó vay tiền của người dân nó bảo là vay tiền gửi tiền tiết kiệm nhưng mà thật ra nó lùa gà nó đưa các cái người mà có tiền này đi vào một cái chỗ nó gọi là muốn lời thêm thì chị phải lấy cái số tiền mà bỏ tiết kiệm số tiền mà bỏ cho ngân hàng và mượn này để lấy lời mua vào cái cái cổ đông của một cái công ty nào đó thì cái công ty đó bây giờ nó lại sập tiệm nó bị nhà nước úp sọ cho nên bây giờ những người dân bây giờ họ chia nhau họ đi biểu tình trước cái cơ quan của chính phủ nhất hạn là bộ tài chính thì chúng ta thấy rằng là cái đời sống của người dân nghĩa là những người có tiền thì bị lương gạt những người công nhân thì họ suốt ngày họ bị chỉ biết làm lũ làm trong các cái công công xưởng các cái hãng xưởng thì bây giờ họ bị sa thải và cái số tiền mà họ mua cái bảo hiểm xã hội họ coi như là bị mất trắng thì làm sao mà họ có được cái đời sống an nhàn họ làm sao họ an tâm để mà họ giữ gìn cái sức khỏe của họ nuôi sống cái 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 bản thân gia đình của họ và con cái họ ăn học mà nói về vấn đề con cái ăn học thì anh lại thấy mở ra một cái vấn đề cách đây hơn một năm khi mà người dân người ta phản ảnh rằng là sách giáo khoa bây giờ sao mà đắt quá thì ông bộ trưởng bộ quốc gia giáo dục của cộng sản ông lên ông nói rằng tại bây giờ là giấy nó tốt bìa nó cứng à, trọng lượng nó nặng thành ra nó phải cao nhưng mà bây giờ lại phát hiện ra rằng là cái nhà xuất bản của Bộ Quốc Gia Giáo Dục là một cái cơ quan của chính phủ. Các cái vị này họ cấu kết với nhau, có ba bốn vị mà nó cấu kết với nhau. Nó đã ký uh, nâng khống giá mua giấy lên đến và nó tư túi sơ khởi điều tra là 200 tỷ đồng. Thì anh thấy rằng chỉ có ba bốn mạng mà nó quất 200 tỷ rồi. Còn bao nhiêu chuyện bao nhiêu cái ngõ ngách khác mà đúng tới cái ông nhà nước là đều tham lam tham nhũng không có cái ông nào mà gọi là không tham nhũng cả thì bây giờ mới đây anh nhớ cái ông mà đỗ hữu ca không hồi trước ông là đại tá giám đốc công an của hải phòng thì ông đỗ hữu ca này ổng đã lên đài ổng cho rằng khi mà ổng giải tỏa ông ổng lấy đất lấy mà cái chỗ mà đất mà bờ biển để mà giao cho ông đoàn văn vương và anh em của ổng để mà nuôi tôm nuôi cá nuôi trồng thủy sản đó ký hợp đồng với người ta rồi gia hạn rồi tùm lum tà la hết trong lúc còn đương thưa kiện là các ông tổ chức các cái trận đánh mà ông ra đây là một trận đánh đẹp thì ở đây có những cái vụ nổ, nổ súng mà nghĩa là nói xin lỗi chứ không phải là nó nổi tiếng khắp cả nước mà kể cả nước ngoài người ta cũng biết đây là một cái một cái chuyện mà giải tỏa đất đai rồi thù oán người ta rồi phá cả nhà mà khi chính phủ đã có những nhận xét đây là cái sai lầm và cách chức, cách chức một số người đưa ra tòa xử nhưng mà toàn là xử án treo không còn anh em ông đoàn văn vương thì mang những cái tội là à, à, cố sát giết người chống người thi hành công vụ các ông đã lãnh án 5 năm tù và những người gia đình thì lãnh hai năm mấy ba năm tù thì mặc dù các ông được thả ra sớm thật tuy nhiên đây là những cái chuyện mà không có thể mà sửa sai được chính quyền Việt Nam kể cả ngay bây giờ hiện tại bây giờ ở ngoài Lâm Đồng Đà Lạt nó đã xây một cái hồ chứa nước mà người dân cho biết rằng là các cái hồ chứa nước ở Lâm Đồng ở Đà Lạt nó dư nước cho người dân xài mà nó xây một cái hồ chứa nước để chi để nó giải tỏa mấy trăm mẫu đất của người ta mà nó đền bù rất thấp để rồi sao sau này nó phân lô nó bán nền nó chia nhau nó tư lợi thì các cái ông mà giám đốc công an chẳng hạn như là ông Đỗ Hữu Ca này ông đã lấn sông lấn biển là mấy trăm thước vuông đất ở mặt sông ẩm cất những cái nhà khi mà báo nói thì báo báo chí đã bị đóng cửa bị bịt mì, mồm bịt miệng nhưng mà bây giờ người ta lại bắt ông đi vào trong tù người ta cho rằng ông liên quan đến một cái vụ mà gọi là buôn bán các cái quá đơn cho một cái công ty ma đã tư túi cả chục tỷ đồng đưa cho vợ con của ông đó là bây giờ khi ở có một cái lệnh bắt giam tạm giam chỉ có 9 ngày nhưng mà cái chuyện này họ ký gia hạn biết chừng nào và cho thấy rằng là ông và gia đình đã đồng ý trả lại để gọi là khắc phục hậu quả thứ anh tôi với anh mà bây giờ mình giật tiền người ta khi bắt cái mình mình trả trở lại à, trả hai phần ba thứ nghe dạ, chứ trả hết đó. dạ khỏe quá ừ. trong một cái xã hội mà như anh đã nói những người những cái viên chức mà được Tôi đã nói nhiều lần Đề bạc được tử Thì là đảng nói xin lỗi anh Đảng nó nắng từ trong trứng nước Họ đào tạo cái con người giống như là họ bỏ trong khuôn Nghĩa là vật chất là họ bỏ cái con người đó Họ nhào nặng như trong cái khuôn Và cái đầu óc là cái đầu óc của Cộng sản Mấy ông nó nhặn nặng nhào nắng Rồi nói ở trong đầu trong óc giống như người robot Nhưng mà bây giờ khi đi ra làm việc Các ông nó tham nhũng các ông thối nát Thì cái người mà đề bạc ông là ông Nguyễn Phú Trọng như anh đã nói Đứng ở ngoài cuộc Không có trách nhiệm gì cả lại còn kết án người khác ấy. Và kết án người khác Thì thưa anh Cái chuyện mà các ông nói, Từ ông thủ tướng Ông tổng bí thư mà lên nói với với lại Người dân rằng là Phải việc tham nhũng như nào Thì thật sự ra cái đó là Quốc dân giáo khoa thư học trò lớp 3 lớp 5 nó chả có tính cách gì của một cái người lãnh đạo một cái đất nước mà trị dân an dân hết thì thấy rằng cái trình độ của các ông này nó cũng sao sao đó nhưng mà theo tôi cái lỗi lầm to lớn của người cộng sản ngày hôm nay thứ nhất là họ vẫn chia rẽ gọi là chia rẽ để trị họ còn phân biệt việt nam cộng sản việt nam cộng hòa mặc dù đã gần 50 năm nửa thế kỷ các cái em nhỏ họ không biết không biết gì cả xanh sao đẻ muộn mà bây giờ họ còn lặp lại vấn đề Việt Nam Cộng Hòa họ họ bài trừ họ chỉ trích mặc dầu một cái em bé 18 19 tuổi một cái ca sĩ trong cái băng nhạc mà kê bóp ở bên đại Hàn mà các cái, cái chống người ta vì rằng nói người ta là con cháu của Việt Nam Cộng người, Hòa Người của người quyền Dạ Cái gì mà liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa mặc dù Việt Nam Cộng Hòa Thí dụ như chúng tôi nè, tôi là Việt Nam Cộng Hòa nè Thật sự tôi cũng tay bắt bật mừng với là một người Việt Nam ở trong trong xứ đi qua du lịch ở bên Hoa Kỳ này Thì có sao đâu Và cái người mà nói xin lỗi, cái người Cộng sản ở trong nước đó Họ, họ cũng bình thường thôi chỉ có các ông đầu sỏ Các ông lãnh đạo đó Các ông mới nghĩ tới vấn đề chia rẽ Các ông nói ngoài miệng đó, Thì các ông nói các ông tuyên bố rằng là Hòa hợp hòa giải dân tộc Nhưng mà thực tế trong lòng của các ông Nếu các ông giết được các ông đã giết rồi Cho nên tự các ông cũng thấy rằng Vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc nhất đề mà kết hợp cái người Việt Nam với nhau chính thâm tâm của các ông đã không có rồi chứ đừng có nói mà 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 người bên ngoài cho nên cái lỗi lầm của người cộng sản theo tôi là cái vụ án mà giết ông Lê Đình Kình. Ông Lê Đình Kình là đảng viên trên 50 tuổi đảng, các ông vì muốn chiếm đất chiếm đai ở Đồng Sơn, các ông đã đã bắn giết ông Lê Đình Kình mà chưa đã các ông còn phanh thay mổ ngực moi gan. Rồi ông Lê Đình Kình chết xong các ông cũng chưa đồng chưa có hài lòng, các ông còn đem con của các ông này ra để tuyên những cái bản án tử hình. Các ông hãy nhìn lại các ông Các ông thấy các ông đối xử với các người đồng chí của các ông Những người mà đã nằm gai nếm mặt Gọi là hy sinh cuộc đời của mình Để mà tranh đấu cho lý tưởng cộng sản của các ông Thật sự ra các ông chỉ lợi dụng các người đó Để xây dựng cái ngày vàng cộng sản của các ông mà thôi Vì vậy cho nên nếu có một cái người nào mà lãnh đạo đảng Cộng sản sắp tới đây Phải nhìn thấy các vấn đề hòa giải hòa hợp và kết hợp của người Việt Nam với nhau phải có những cái thiện trí tự mình là người mà các ông cho rằng các ông là những người thắng trận các ông phải có những cái tư duy, tư duy thay đổi thì mai ra vài năm sau vài chục năm sau thì Việt Nam có thể nói là tiến bộ và có nở mặt trên thị trường quốc tế mà thôi à, kính thưa quý vị chương trình chúng tôi đến đây tạm ngưng và chúng tôi mong quý vị vẫn giữ làn sóng trong các kỳ tới để ủng hộ anh em chúng tôi xin trân trọng kính chào